sắp đến ngày sinh nhật bác, tôi xin gửi đến các bạn bài báo nhỏ của Sơn Kiều Mai, một phóng viên báo chí cấp bộ. Người trong cõi nhớ, vậy mà đã tròn 50 ngày bà đi xa. Hôm qua là lễ tứ cửu của bà, cháu về thắp nén hương tưởng nhớ. Có lẽ với nhiều người vắng bà là một sự hụt hẫng không ngờ. Ông ốm 11 năm, tuổi cao bệnh nặng. Ngày ông đi xa, trong tâm lý mọi người phần nào cũng đã có sự chuẩn bị. Bà đi khiến các cháu ngỡ ngàng. Bát cơm thạch xanh. Thường con người ta thích đến với người có danh tiếng, thích được chụp ảnh, thích kể câu chuyện về người nổi danh, ít ai chú ý tới hậu phương của họ. Nhiều người đến nhà, có lẽ tâm lý chung là đến gặp nhà văn Sơn Tùng. Tác giả Búp Sen Xanh, năm nay tròn 40 năm ra đời. Hầu như các cuốn sách của ông, bà đều là đồng tác giả. Bà đèo ông trên xe đạp đi lấy tư liệu, bà đánh máy các trang bản thảo trên chiếc máy Telex, bà đi giao dịch với các nhà xuất bản và cũng là người đón tay mỗi khi đứa con tinh thần của ông bà chào đời. Cháu, tức là Sơn Kiều Mai đấy, cháu xuống Hà Nội học đại học rồi đi làm, được ông bà bảo ban gần 20 năm. Một khoảng thời gian không phải ngắn để chứng kiến bà chăm sóc ông, chăm chút các trang bản thảo cho từng bài báo, từng cuốn sách xuất bản và tái bản. Ông ít khi ra ngoài mà trong vài mét vuông phòng khách đơn sơ, được gọi cái tên là Trang Nhã, là Chiếu Văn, ngày nào cũng có khách tới chơi. Hẹp nhà, song rộng bụng. Tiếp khách chỉ có ấm trà mạn Thái Nguyên, rót ra nước xanh xánh, nhấp vào vị ngọt lan dần trong miệng khách. Bên cạnh ông luôn có hai phích nước sôi mà bà để dành tiếp khách, phích chưa vơi đã lại đầy. Lớp sinh viên nhiều thế hệ đến nhà, nay nhiều người thành đạt, có người đã thành ông nọ bà kia ở các cơ quan nhà nước, có cả cấp trung ương. Hẳn sẽ không thể nào quên bát cơm đầy đặn mà bà Sới thường được mệnh danh là bát cơm thạch xanh của bác Mai. Bát cơm đầy đặn ấy còn đọng đầy cả tình cảm của bà. Bà thương các cháu sinh viên giữ ý sẽ bị đói cho nên phải sới bát cơm thạch xanh. Hai lần từ chối nhận nhà. Lo cho con cháu trong nhà, chăm lo cho khách đến chơi nhà, ông bà chẳng hề vun vén cho cá nhân mình. Ông bà sống trong tình cảm của bạn bè, ai đến nhà đều ái ngại. Một nhà văn thương binh hạng 1/4, sau này được nhà nước tuyên dương tặng thưởng danh hiệu anh hùng lao động, mà sống căn phòng nhỏ sập xệ ở khu tập thể có tuổi đời trên nửa thế kỷ. Ông bà không để ngoại cảnh chi phối, vẫn sống vui với hoàn cảnh, ngày ngày lắng nghe thanh âm cuộc sống, chia sẻ ngọt bùi với những người hàng xóm là người lao động lam lũ bần hàn. Năm 1982, tiểu thuyết Búp Sen Xanh ra đời gây chấn động cả nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời nhà văn Sơn Tùng lên gặp, nói chuyện. Sau đó, khi biết điều kiện sinh hoạt của tác giả khó khăn về nhà ở, Thủ tướng có nhã ý tặng một căn hộ ở khu tập thể văn phòng chính phủ phía Vạn Bảo, Liễu Giai. Hiện nay, nhà văn Sơn Tùng cảm tạ tấm lòng của bác Tô, xin nhận tấm tình, còn xin không nhận nhà. Ông thưa với bác Tô, nếu cháu nhận nhà sẽ không tránh khỏi điều tiếng thị phi. À, tay này nó khéo nịnh, viết về bác Hồ để lần đến cửa thủ tướng xin nhà. Ông giữ phẩm tiết của kẻ sĩ, còn không ít người biết chuyện thì nhỏ to rằng ông đúng là nghệ gàn. Ông Trần Tam Giáp, thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, vận động vợ nhà văn: chị Mai ạ, thôi anh Sơn Tùng không nhận thì chị cứ ký nhận thay anh cũng được. Bà cảm tạ tấm lòng của Thủ tướng và thư ký Thủ tướng.
anh nhà em đã không nhận thì em cũng không dám nhận đâu ạ. 10 năm sau, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đứng trước tình thế nhà văn Sơn Tùng từ chối nhận nhà tình nghĩa cũng đã mách nước với hội nội tướng nhà văn. Chị ơi, chị cứ nhận đi, nếu không ở thì anh chị cho các cháu hoặc đem bán cũng được. Một lần nữa bà lịch sự cảm ơn tấm lòng của Thành đoàn Hà Nội. Ông kể, ông là cán bộ Trung ương Đoàn, công tác tại báo Tiền Phong, nghỉ hưu tại báo Tiền Phong, có tiêu chuẩn cấp nhà của nhà nước. Nếu nhà nước cấp nhà theo tiêu chuẩn cán bộ thì ông nhận, còn cấp nhà tình nghĩa thì ông không đi ăn mày tình thương. Ông dù tàn phế thân thể nhưng không thể để tàn phế tâm hồn. Cuộc đời ông có bà bên cạnh làm người bạn đời tri kỷ, san sẻ cùng ông mỗi cơn đau, thấu hiểu từng suy nghĩ của ông. Vắng ông, cuộc sống với bà không còn ý nghĩa. Có lẽ vì vậy bà đã về đoàn tụ bên ông, để lại một khoảng trống vắng người trong cõi nhớ. Vâng, thưa các bạn, tôi đã liên lạc và xin phép chọn những cái bài tiêu biểu và các có ích đến với các bạn qua nhà báo trẻ Sơn Kiều Mai. Tôi gặp bạn trẻ này rất là nhiều lần rồi. Anh sinh năm 1984, nhưng mà luôn luôn gọi anh Mẫn. Anh Mẫn, anh là bố của anh Phương Nam nhà em, không có vấn đề gì cả, anh nhỉ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.